Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá trò Minecraft chiến binh thời Trung Cổ. Và trong ngày hôm nay thì chắc mình sẽ gộp sức mạnh từ cây cung rồng với cây cung điện hôm qua luôn thôi. Mình dùng một trong hai cây thôi chứ dùng một lần hai cây sao mà xuể được. Giờ thì chắc mình sẽ tách dòng enchant trong cây cung rồng ra trước, cho vô cái chỗ này để tách ra. Tốn tới 13 cấp lận đó nha. Nhưng mà nó sẽ rất là xứng đáng nếu như mình ép vô cái cây cung điện của mình. Rồi đầu tư luôn. Một phát một. Cung điện sức mạnh cấp độ 6. Có luôn cả dòng hunting luôn nha. Ơ nhưng mà hunting hình như cấp độ 3 là cao nhất rồi. Hơi tiếc một xíu nhưng mà kệ. Giờ thì đây là cây cung mạnh nhất của mình rồi. Vừa sở hữu sức mạnh từ cung rồng và vừa thêm năng lực điện ha. Bên cạnh đó thì cây kiếm của mình thấy hình như nó còn thiếu một vài dòng. Có vẻ là cái dòng hunting có thể ép vô cả cái kiếm hay sao nè. Ê được nha. Mình coi coi còn cái vũ khí nào có dòng hunting nữa không. Mình nâng lên cấp độ 3 luôn. Hunting. Có vẻ là hết dòng hunting rồi. Úi đây đây đây. Hunting cấp độ 2 đấy. Hai cái ghép lại là chắc được cấp độ 3 đó. Tốt tốt tốt. À cái này còn có Rising cấp độ 3 nữa nè. Rồi mình sẽ test thử luôn. Ui ui chưa chưa thiếu cuốn sách. Tốn khá là nhiều kinh nghiệm của mình đó. Tốn 10 cấp nữa ha. Mắc thiệt tốn thêm 3 cấp để cộng hai quyển sách này lại. Và tốn bao nhiêu cấp để ghép vô nữa đây. Tốn thêm 23 cấp nữa. Mình còn thiếu 2 cấp nữa thôi. Cái này chắc phải mang theo cái đe luôn rồi. Đi khám phá chiến này mình mang theo cái đe để đủ cấp là mình ghép vô cây saber của mình luôn ha. Rồi, giờ cơ bản là vũ khí cũng đã nâng cấp xong rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị những thứ lặt vặt cho cái công cuộc đi tìm cánh cổng kết thúc trong ngày hôm nay. Hôm qua thì mình đã có thêm được một chút cái được gọi là Witch Bubble nè. Cái này thì mình sẽ kết hợp với mắt của Ender. Không, Ngọc Ender, chính xác hơn là Ngọc Ender. Hay là mắt của Ender ta? Chưa chưa chưa, để mình coi công thức lại. À, nó cần kết hợp với mắt của Ender thì mới làm được một cái gọi là mắt phù thủy ha. Đây, mình sẽ làm thật là nhiều mắt phù thủy, 5 cái luôn. Ở trong đây á, thì mình không thể dùng cái mắt của Ender để tìm cánh cổng kết thúc đâu. Nè. Đó. Mình ấn nhưng mà nó không có bắn con mắt đi được. Nhưng mà khi mình sử dụng những cái con mắt như là mắt của phù thủy, rồi mắt kết thúc nè, mắt Wither, hoặc là bất kỳ các con mắt nào trong đây thì đều có thể đi tìm được cái cánh cổng kết thúc á. Nhưng mà tùy theo số lượng mình có ít hay nhiều thì mình sẽ cân nhắc việc nên dùng hay không. Mỗi thứ thì mình sẽ chừa lại một cái để có gì mình còn gắn vào cái cánh cổng kết thúc. Những cái con mắt còn thừa ra thì mình sẽ dùng nó để tìm cánh cổng kết thúc ha. Rồi, điểm lại có đủ chưa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi, trên đây là đủ 12 cái con mắt lắp vô cái cánh cổng rồi. Giờ thì mình còn dư ra 3, 5, 7, 10, 14, 16. Mình còn dư 16 cái con mắt để đi tìm ra cánh cổng kết thúc đó. Hy vọng là với 16 con mắt này mình có thể tìm ra được ha. Nói chung thì cũng hên xui lắm. Thì bây giờ cứ trước mắt là phóng trước một cái đi. Để coi định hướng cái đường đi của mình là hướng nào. Đó 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 đó. Khi mình bắn cái con mắt này đờ thì nó sẽ chỉ về hướng bên đây. Đây hướng bên này. Thì mình sẽ đi thẳng từ hướng này dài một mạch. Rồi một lúc sau hãy dùng tiếp nha. Tại vì số lượng mắt có hạn á. Nên mình không thể nào mà dùng một cách lãng phí được. Và trước khi đi mình cũng cần phải lấy theo thêm thịt rồng ăn có gì để hồi phục nè. Rồi xô sữa có nên đem không? À xô sữa mình có rồi. Còn thiếu thuốc nhìn trong bóng tối nè. Mình sẽ đem theo thật là nhiều thuốc nhìn trong bóng tối đi cho chắc. Có gì chiến đấu trong màn đêm nó cũng tốt hơn ha. Còn thiếu gì nữa không ta? Block. Block thì cũng không thiếu lắm. Block có gì mình còn tự đào được không sao không sao. Rồi chai thủy tinh. Mình cần chai thủy tinh để có gì mình múc những cái hơi thở của rồng. Ví dụ mà mình qua được cái thế giới kết thúc á, mình cần chai thủy tinh để mình múc hơi thở của rồng nè. Block mình mang theo một chút nữa đi. Rồi mọi thứ mình mang một chút vậy ha. Như vậy thì chắc đã đủ rồi đó. Rồi
Dạ thì lên đường thôi nào. Ờ mà cũng lâu lắm rồi mình chưa có ra thăm cái em Leviathan nữa. Để mình ra mình thăm em trước đó. Không biết là Leviathan có cần cho ăn hay không ta. Hình như Leviathan là không cần cho ăn luôn. Tại vì khi mình kiểu như mở cái thông tin em này lên thì không có thanh thức ăn á. Cũng đỡ ha. Lâu rồi chưa có dịp đi khám phá biển á. Bữa nào đi khám phá biển thì mình sẽ cố gắng dẫn Leviathan theo ha. Chứ bây giờ khám phá trên cạn mà dẫn Leviathan thì không có hợp lý cho lắm. Rồi, giờ thì tiến hành đi thẳng về hướng mà cái con mắt nè đờ này nó chỉ mình thôi. Đi được một đoạn thì mình thấy phía trước mình đang có một cái ngôi nhà rất là giống nhà của cái bác gatekeeper luôn. Cái bác giữ cổng. Đúng không? Nhìn giống mà ta. Nhìn giống hệt luôn. Ủa bác ấy đâu? Hay là mình nhìn nhầm nhờ? Nhìn cái nhà này giống cực. Ủa cái nhà là cái nhà bó hoang hả? Màn đét ơi. Cứ tưởng tìm được nhà bác ấy. Nè đúng rồi nè. Đúng. Vậy thì mình xin luôn cái cánh cổng của bác. Giờ mình chưa gặp bác thì mình xin cánh cổng của bác ấy trước đây. Tại vì cánh cổng này là cánh cổng dẫn mình tới một cái thế giới khác á. Ở đây còn có hết rồi, hết đồ rồi. Nhưng mà để mình coi bác gatekeeper. Nè. Nhà bị hư rồi, bác không có chịu sửa gì trơn, bác hơi lười á nha. Tốn 8 ngọc lục bảo. Chết không có mang theo một cục ngọc lục bảo nữa. Không có một cục trên người nữa. Thôi bữa nào quay lại mình mua ủng hộ bác ấy sao. Rồi bên đây thì mình sẽ thấy được một cái công trình gì nè. Nữa rồi. Cái bông này có độc nè. Những cái bông hay cái cây gì đó đi ngang nó là trúng độc. Cực mạnh luôn. Mình sẽ kiểm tra coi. Ủa cái này là cái gì mà nhìn lạ vậy. Nó không có đường vào. Mà trong kia lại có rương. What the? Điêu thật. Không có đường vào thì mình tự tạo đường vào. Tự tạo lối đi riêng. À có đường vào ở dưới này. Trời ạ. Cho nó nghỉ đẻ luôn. Rồi. Từ từ đi lên. Nhện hả nhện. Để mình cắm đuốc lên xíu cho nó dễ nhìn. Đó. Sườn hả sườn. Rồi dọn những cái lồng spawn lẹ nè. Xương nè. Rồi. Và trong này thì sẽ cho mình khá là nhiều đồ đây. Vàng, sắt các thứ. Có ngọc lục bảo không? Giờ mà có ngọc lục bảo là hợp lý luôn á. Không có ngọc lục bảo. Ừ. Và khi mình ngồi farm một lúc thì mình đã đủ kinh nghiệm rồi. Bây giờ thì mình sẽ ghép lại thôi. Đây. Saber của mình nói chung là bây giờ là mạnh nhất có thể rồi đó. Lắm. Tốn rất là nhiều kinh nghiệm của mình rồi. Để xem coi. Bây giờ thì khi ép cái dòng hunting vô thì cây kiếm của mình nó có trở nên mạnh hơn nữa hay không. Quá dữ luôn á. Bình thường nó đã mạnh rồi. Bây giờ mình ép cái dòng này vô mình cảm giác là nó mạnh hơn rất là nhiều luôn. Tại vì khi mình đánh trúng cây địch, cây địch sẽ bị dính hiệu ứng, đi chậm rất là nhiều luôn. Hơi bị đã nha. Trong tương lai thì mình sẽ tìm cách để kháng độc nữa là hợp lý á. Tại vì bây giờ khi mình trúng độc thì mình khá là đuối luôn. Cái này là cái vật phẩm gì nè. Power Tracker. Lượm. Chút ra ngoài mình test. Còn mấy thứ lặt vặt thì mình sẽ vứt lại vô trong rương cho nó gọn ha. Chứ không thôi kho đồ mình bừa bộn lắm. Trên đây có rất là nhiều những cái con xương mà nó có thể bắn mũi tên làm chậm nè. Mình sẽ tiêu diệt nó lẹ để đập cái lồng và loot nốt mấy cái rương ở trong góc này thôi. Hình như đây là chỗ chứa rương xịn này hay sao nè. Coi có phải không nha. Đồ thì mình thấy nó vẫn như thường thôi, không có xịn hơn là bao. Được cái ba lô, một cái áo giáp. Ui cộng 8 giáp luôn. Im ấy. Nó cho mình nhảy cao hơn nữa nè. Được quá ta. Bên đây thì có một cái amulet gì đây.
cho mình tăng cái khả năng phòng thủ. Cũng tốt, cũng tốt. Bây giờ mình sẽ test thử cái amulet này coi coi nó cho mình cái gì mà tăng khả năng phòng thủ. Kháng cự cấp độ 2. Ui, cái này hợp lý cho việc chiến đấu nè. Thay thế cho amulet shielding gì đi. Cất cái amulet này vô. Có cái amulet mới xịn hơn rồi. Áo giáp cũng cất vô. Ngon đấy chứ, ngon đấy chứ. Và nó vẫn còn một cái tầng ở phía trên nữa. Để mình đập luôn cái lồng đi. Ôi ôi, tầng phía trên này nó... nó cất kim cương nè. Được, được, được. Nó cất kim cương, cất vàng, cất thứ trên này. Thì ra đồ xịn nó... và nó cắt hẳn một cái khối ngọc lục bảo luôn. Mình đang thiếu ngọc lục bảo để mua... mua cái hộp quẹt từ cái bác gây Keeper. Mà nó cho mình luôn thì quá là hợp lý rồi. Tại vì mình không đủ kinh nghiệm để ép cái dòng gia tài nên thôi. Bây giờ mình cứ đào trước đi ha. Bữa nào đi khám phá về mà còn dư kinh nghiệm, mình nhớ mình ép cái dòng gia tài vô cây cúp. Lâu lâu đào khoáng sản cho nó nhiều nhiều một tí. Đâu rồi, đâu rồi? À, chắc bác ấy mới ngủ xong. Đâu rồi ta? Đâu rồi? Ok. Mình nghe bác ấy đâu bên đây mà. Đừng nói sau nhà nha. Ơ, mình gõ gàng, mình nghe tí. Ui. Ui. Áo ma Canada vậy. Mới đi từ trong nhà ra không thấy đâu, bây giờ quay ngược lại thấy trong nhà. Điêu thật sự, trời ơi. Mới sáng sớm mà có một chuyện áo ma không hề nhẹ từ bác Gatekeeper rồi. Thằng kia còn cái kim tự tháp nữa kìa. Và khi nãy mình còn nhặt được một cái Power Shaker. Trời trời trời, nó cho mình hiệu ứng gì vậy? Khi mà Power Shaker kích hoạt, trong 3 lần cận chiến sẽ phát nổ hả? Thiệt không đây? Đừng gạt tôi nha. Đúng rồi, mình quýnh cái phát nổ cơ. Ui, được vậy. Ngon ngon ngon. Mình búp sức mạnh lên là mình quýnh phát nổ luôn. Ghê vậy ta, ghê vậy ta. Được, được, được. Rồi sẵn tiện vô đây thì mình sẽ coi coi nó có đồ gì. Cắm cái đuốc lên cho nó sáng nhà sáng cửa với người ta coi. Có cái đầu bí ngô. Wow. Được á. Cái này có đội được không vậy? Không có đội được. Một cái strap talisman thì mình đã có rồi, không lượm nữa đâu. Vàng thì lượm tạm được nè. Một cái đại đao. Hoài. Lượm luôn. Táo vàng để dành ăn. À, và có thêm một cái con mắt. Ngon, trời ơi, cái gì chứ cho con mắt mình khoái lắm. Và cuối cùng được một cái Holy Locket. Cái này nó sẽ cộng cho mình cái sát thương lên những cái con quái undead ha. Và 20% cơ hội là đốt cháy bọn chúng luôn. Tốt tốt, cái này đeo vô được không? À, cái này đeo vô được luôn nè. Cái này giống như cái thánh giá vậy á. Mình có thể đeo bất kỳ cái slot nào luôn. Có cái slot nào đeo vô mình khoe được không ta? Không có slot nào đeo vô mà mình khoe được. Thôi đợi anh đầu đi. Xong. Nói chung thì cũng được một món đồ tương đối tốt đối với mình. Giờ thì mình kiếm cái gì mình đặt block để mình đi lên cái đó. Xuống được mà lên khó quá. Đây nè. Đó, đặt block xong cái có chớn cái bay lên được tiếp theo. Lạ thì cái khả năng bay nó lạ lạ thường ghê luôn. Thôi, đi tiếp thôi, tiếp tục cái hành trình đi tìm cánh cổng kết thúc của mình nè. A few moments later. Ở gần mình á thì đang có một cái con his gate giống như lần trước mình gặp trong cánh rừng Vân Sam rồi nè. Và hình như ban ngày thì con này khá là thân thiện á. Ban ngày thì nhìn rất là đẹp và thân thiện luôn, không kiểu như là không gây hại gì cho mình luôn á. Được thật sự. Nhưng mà tiếc là cái này á thì mình sẽ không có thu phục được đâu. Hư thần ấy. Và nhờ hư thần thì mình phát hiện ra cạnh đây nó còn có một cái à biết rồi, cái chỗ này là chỗ cho mình cái đầu xương đen nè. Lần trước mình lượm lần nên mình có kinh nghiệm. vô đây lượm tiếp cái đầu xương đen thôi. Dạ, đụng vô bông feeder nữa. À trong đây có con xương đen luôn. Xương đen nè, quýnh cho nó banh sát.
Ông sẽ lượm cái đầu ngay đây. Đó. Và nhờ HCS á thì mình có khả năng nhìn xuyên tường á, nên nhìn nó khá là khó luôn á. Cứ bị loạn loạn kiểu gì á. Rồi, trong này có thêm khói vàng nữa. Ui nữa nữa nữa, xương đen nè. Không sao không sao. Và qua đây mình sẽ lượm thêm một mớ đồ nữa ha. Bên đây nó có chỗ khá là đặc biệt luôn. Ngay đây ngay đây. Đó. Mở ra là mình sẽ có được một chút mắt của Ender lượm tạm đi. Kinh nghiệm và táo vàng nè. Đó, cũng được vài món đồ hữu ích đấy chứ. Xong. Giờ thì đi tiếp thôi. À, kinh nghiệm thì dùng luôn đi. Để có kinh nghiệm về nhà mình cường hóa đồ các thứ ha. Trong rương này thì đồ bình thường à, không có đồ xịn đâu. Mình gần hết mắt của mắt đi tìm cánh cổng kết thúc rồi. Khổ ghê ơi. Tốn thật sự luôn. Mình sợ là mình không đủ luôn nè. Ủa nó gớt con mắt đâu vậy? Ôi không phải vậy chứ. À đây đây, nó gớt trên đồ cây lắm. Cho tôi xin lên con mắt đi. 2000 years later. Đây đây đây, nó gớt rồi nè. Hình quá hình quá. Làm được. Ê. Hình như đây là cái cánh cổng kết thúc á. Ủa đâu rồi, cái con mắt rồi. Ở trong đây á, cánh cổng kết thúc, đường vào cánh cổng kết thúc á, nó không có nằm dưới lòng đất đâu, mà nó là một cái kiểu như pháo đài, giống như vậy nè. Hình như tới luôn hay sao rồi. Ôi trời trời trời, con ma ban ngày. Ban ngày, ban ngày ban mặt mà ma bay lãng giảng vậy. Mình kiếm cái cổng vào cái đó. Hình như tới luôn rồi nè. A long journey, chính xác luôn. Một cái hành trình dài quá trời dài luôn á chứ. Tới rồi, tới rồi. Mà không ngờ nó lại đẹp như vậy. Cổng kết thúc gì mà xây đúng đẹp luôn. Cái này là cái kiểu lâu đài á. Nè còn có bầu thủy nữa nè. Phù thủy. Phù thủy hả? Búp sức mạnh lên quýnh cho bà nổ banh xác luôn. Quýnh cho bà nổ banh xác luôn. Lượm bát súp. Để mình tìm cái cổng vào cái đó. Cái này thế nào nó cũng sẽ có một cái cổng vào cho mình thôi. Ủa? Rồi cổng đâu? Mình đi đúng vòng rồi đó. Đừng nói là mình phải dùng biện pháp mạnh nha. Rồi luôn, hiểu luôn. Chắc mình phải tự đào vô rồi. À đây, 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 cổng vào đây. Ồ, nhìn nó xịn chưa? Đĩa nhạc nè. Đĩa nhạc em. Shadow of the End. Ui ghê này. Thẻ tên các thứ. Này đẹp thật sự nhưng mà tiếc là không có người dân sống trong này ha. Trong rương là các thứ là có sức ăn rồi giường ngủ đầy đủ luôn nha. Mình dừng chân đây hoàn toàn có thể luôn á. Ê, con rồng. Con. Con kiếp thật, đâu ra con rồng vậy? Mình sẽ đánh lừa con rồng mới được. Trời ơi. Sung sung chi rồng. Bay lên đây làm chi rồi chết. Mình bắn nó vài mũi là nó đi rồi. Để mình khám phá thử coi trong pháo đài kết thúc thì nó có những cái con gì hay không nha. Nhưng mà mình mới nghe tiếng của mấy cái tên cướp dân làng hay sao á. Đúng không vậy? Nghe tiếng giống lắm. Trong đây nhiều heo rừng ghê á. Kìa kìa, nó còn có cái bàn cường hóa nó dục ở đây nữa nè. Lụm luôn. Dục thì mình lụm. Rồi. Cái này giống như là cái nhà thờ ha. Nhìn rất là giống luôn. Đường đi các thứ nè. Xây đẹp quá thiệt luôn. Cái này nó xây cực kỳ đẹp. Cái này là phòng. Căn phòng hợp hay phòng ăn gì đó. Nó còn có một cái hệ thống đường ray đi đâu nữa nè. Tò mò ghê. Lên trên xíu coi. Đây, đây là cảnh quan phía trên nè. Ui ui, nè nè nè, có cướp dân làng. Đừng 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 dân game đừng. Cướp dân làng. Thôi mình làm giấc đi. Làm giấc trước.
sáng thức dậy đi khám phá tiếp. Cái hành trình này hơi bị dài rồi. Cà khịa. Thì ra nó chọn cái chết. Con này không biết kết cục của con zombie tập game hôm qua. Cũng kỳ kìa mình như vậy đó. Giờ chắc nó xanh cỏ rồi. Rồi sáng làm backflip bất ngờ coi coi có gì bất ngờ không. Gì đây? Hết hồn tướng đâu văng game chứ. Mỗi lần mình bị giật giật là mình sợ bị văng game lắm luôn. À cái này là phía trên của cái nhà thờ. Ok. Nó còn rất là nhiều những cái căn phòng khác bự ở phía bên này nè. Ui cái này là cái ghế nè. Ui nó xây cái ghế đúng đẹp luôn. Xuống ngồi ké coi. Làm bức hình selfie sống ảo coi. Ui chua choa cái ghế hơi bị bự. Làm bức hình sống ảo cái đó. Rồi ok. Làm là cũng phải sống ảo trước. Ok. Ủa sao đây có cái cần gạt. Gạt này bật đúng không vậy. Ôi bật lên xong hết bật gạt xuống được rồi. Lạ vậy ta. Lạ thiệt. Kìa đằng kia có cái rương kìa nó giấu kìa. Sao vô đây lấy cái gương đó ta. Nhìn cái gương muốn vô lấy lắm luôn á. À có rương liệt luôn nữa. Ồ ở đây nó còn làm cái hình dạng giống như là một cái cánh cổng kết thúc. Ôi cánh cổng địa ngục ha. Để mình mò xuống đây thử. Hí. Giấu sao mà được. Nhờ hít dịch á nên mình đã có khả năng nhìn xuyên tường á. Nên thành tự ra mấy cái rương mà giấu giấu như vậy là mình thấy hết trơn à. Giấu với chúng tôi này. Giấu hả? Giấu hả? Lụm hết luôn. Cho các ngươi còn cái nịt. Giấu giấu mắc ghét. Rồi. Đây còn những cái khối slam á. Ồ cái này có đường lên luôn nè. Thì ra đây là một cái. Hình như là cái chỗ ngai vàng là mình. Cái ghế, chỗ cái ghế là mình sẽ ấn cái gì đó để cho nó rớt xuống dưới đấy. Mình nghĩ vậy. Coi có cái nút nào nào. Cái này đứng đúng hướng mới bấm được cái cần gạt này. Gạt này ngộ lắm, thiết kế nó hơi lạ. Ốp, mình ốp cái này xong mình on cái này lên. Ủa kỳ vậy ta. Ủa sao mình gạt nó không có. À trên đây nó có tới 4 cái cần gạt lận. Mình test thử ha. Coi người ta thiết kế sao mà mình không có. Ok. Đập 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 đập. Ủa người ta on hết rồi mà ta. Mình thử ốp hết đi. Cái này đang on hay đang ốp đây. Đập cái này ra. On nè. Mình ốp đi. Đó 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 đó. Đúng rồi nè. Thì ra nó giấu đồ. Nhưng mà rất tiếc cho nó là nó đã bị mình phát hiện trước từ đó rồi. Từ sớm rồi. Không có giấu được đâu. Ủa cái này giống như. Ghê quá à. Cái này giống như là một cái phòng để kiểu như là. Là xử lý những cái tên tội phạm nhá. Bắn tên nè. Treo lên để bắn nè. Máy cưa nè. Ui ghê vậy. Không tưởng tượng nổi luôn. Chỗ này hơi bị ghê nha. Mình xác con rồng xíu mình xử sao. Hồi nãy giờ mình chỉ mới khám phá được có một góc của cái khu vực này thôi đó. Nó còn rất là nhiều khu khác nhau. Nè tới thư viện rồi nè. Trời 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 ơi sách nhiều vậy. Đi hết thư viện rồi mình sẽ tới căn phòng gì đây. Phòng bếp. À hết thư viện rồi tới phòng bếp ha. Ui. Cái này chắc mình mất cả ngày mới khám phá hết khu này quá. Rộng dã man luôn. Nè nó có cầu thang đi đâu nữa nè. Đi lên thử luôn coi. À có đường ở trên này. Gì đây mình nghe tiếng. Nghe tiếng mấy cái tên cầm rìu. Ui ui Ender Golem. Láo nháo hả. Giờ mình quýnh là mấy con này nó chạy không nổi đâu. Nó sẽ bị làm chậm rất là nhiều đấy. Ancient Portal Frame. Hình như đây là chỗ để mình gắn những con mắt nè. Mình test thử coi. Ở đâu mất tiêu rồi.
ở đây. Gắn thở. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Mình sẽ gắn lần lượt những con mắt vô. Ui ui. Những con mắt nào mình chưa gắn thì mình sẽ lụm xuống hết á. Lụm. Lụm. Lụm, 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 lụm. Lụm, lụm. Rồi, lần lượt. Đó, mắt Nether nè. Mắt màu xanh nè. Mắt màu vàng nè. Mắt lạnh nè. Mắt Guardian nè. Mắt mắt đen nè. Mắt màu trắng. Còn hai con mắt nữa. Ủa? À đúng rồi. Đây, bật cái cuối cùng. Lost Eye. Thành công. Mình đã kích hoạt thành công cánh cổng kết thúc từ 12 con mắt khác nhau rồi. Quá đã luôn. Thì ra là nó để ở tầng trên. Nhưng mà không sao. Dù sao thì cũng tìm được cái cánh cổng kết thúc rồi. Hay là bây giờ trước khi đi vào đó thì mình sẽ khám phá xong cái chỗ này luôn ta. Tại vì khi mà mình đánh rồng xong, mình nhảy xuống cái cánh cổng kia là mình sẽ về nhà, mình không có trở lại đây đâu. Trở lại đây rất là xa nên thôi. Trước khi đi khám phá thế giới kết thúc và đánh rồng ở phía dưới thì mình sẽ đi khám phá xong khu vực này trước đi ha. Coi coi ở đây nó còn ẩn chứa những cái kho báu hay là những thứ gì quý giá khác hay không. Nè, có chỗ cường hóa luôn nè. Tốt vậy ta. Phải mới vô mà mình spawn trong đây thì chắc đã lắm luôn á. Làm nơi định cư lâu dài luôn. À thì ra đây nãy có các căn phòng mà mình chưa khám phá. Ui. Ui. Thời tới, thời tới. Lụm trúng kho sắt rồi. Thì ra hồi nãy mình vừa bỏ lỡ nguyên một cái kho sắt ở bên này. Im quá ta, im quá ta. 10 điểm. Còn có vàng nữa nè. Được, lắm hết luôn. Ấm 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 12 khối sắt vô túi liền. Ở đây nó còn có một cái quặng cổ đại nữa nè. Tốt. Phía trong này. Ê. Có cái nào trong đây bẫy không ta? Mình nghi lắm. Ở cái này cái nón rùa đúng không? Chính xác cái này là nón rùa. Lụm luôn. Mình nghi lắm nha. Không biết nó dẫn mình tới cái gì đây. Ủa cái này là rương bẫy mà. Ủa bẫy gì đâu. Có thấy cái bẫy gì đâu. Ui tưởng cái nào. Ê cái này nó có một cái cúp indestructible nè. Tốt quá. Lụm luôn. Thì ra đây là căn phòng xịn nhất. À không, nó chính xác là căn phòng xịn hơn những căn phòng bình thường á. Ra là vậy. Gì đây gấu, đừng. Gấu chán sống, gấu chán sống rồi. Gấu chán sống rồi. Gấu hết tương bạn gái gấu rồi hả? Đi cà khịa tôi làm chi? Không hiểu luôn. Tại vì mình thấy ở đây nó có vàng mà vàng nó để chỗ này thì phí quá. Thôi mình giúp nó giữ giùm ha. Chứ để như vậy thì phí lắm. Mình có lòng tốt giúp bọn chúng thôi. Thật luôn, trong đây nó giấu đúng nhiều đồ luôn á. Ủa giấu đúng nhiều rương luôn á. Hồi nãy mình thấy nó đâu trên này có cái rương nữa nè. Nhìn xuyên tường mình thấy. Đây 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 đây. Thấy chưa? Nó chơi nó giấu. Chơi mà giấu. Còn bên đây. Để mình coi coi này nè. Đứng bên đây nè. Có đường vô. Không có đường vô đúng không? Không có đường vô. Chơi mà chơi giấu. Ủa? Ủa là sao? Chưa từ từ từ. Giấu. Ơ kìa. Nó giấu khoai tây à. Bị bịp rồi. Chẳng tiện kế bên cái chỗ cánh cổng kết thúc có một cái cánh rừng. Khi qua đây thì mình thấy một cái ngôi đền nè. Nhưng mà lại có cái thanh máu của con Python. Không biết là có phải cái con Python nó lại sống trong đây không nữa. Ui hơi ghê ghê nha. Có thui à. À nó có cái đường xuống và một cái đường lên.
Mình sẽ thử đi lên trên trước. À trên này nó có cái lồng spawn nè, hai cái luôn. Nhưng mà tiếc là nó không có cái rương nè. Hễ. Nó có rương, nó có rương. Đây một cái kiếm 12 sức tấn công nè. Một cái nón cho mình thêm khả năng kiểu như là có thêm linh hồn á. Gun of Waking. Cái này mình đánh một phát, một là cái địch xung quanh nó sẽ bị yếu đuối đi ha. Ê cũng tốt, cũng tốt. Làm yếu cái địch, làm yếu cái địch. Làm một món đồ hữu ích. Còn gì khác không? Nó nói qua hướng bên này. Mà hướng bên này thì phía dưới có gì nào? Có nhung nha mà ghê. Thôi. Chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới của cái ngôi đền là vừa rồi đó. Xuống dưới. À nó lại có hệ thống kiểu như là... Hình như nó mở đâu đó bên đây nè. Giải đố. Ủa sao mình nghe kịch kịch ở bên này ta? Nó mở cái gì ở phía bên trong á? Cái này mình mò chắc tầm nửa tiếng á mà thôi. Cách nhanh nhất là đập một cái như vậy là mình lấy được đồ rồi. Một cây gậy, gậy băng. Một cái nón trộm. Một cây katana bóng tối. Nghe tên xịn vậy. Hết rồi, hết thứ xịn xò rồi. Thử về hướng bên này thì sao? Ui nó có 7 nha. Khoan, từ, có 7 đó. Thấy chưa? Ứng sát. Áo các thứ thôi. Nói chung thì ngôi đền này giống như là ngôi đền trong rừng bình thường thôi ha. Nhưng mà được cái là nó có kích thước cũng như là hình dạng to hơn và lạ hơn một xíu. Mà mình cũng chưa biết là bên đây nó sẽ cho mình cái gì nè. Thì nó có cái rương dấu không nè. Hai rương dấu luôn. Thì ra là đồ xịn nó nhét hết ở bên này. Ra là vậy. Ở sao hồi nãy mình nhìn qua đây mình thấy nó có nhung nham các thứ để nó bẫy nè. Đồ xịn nó giấu bên đây hết rồi. Tô tem. Bông. Ủa cái bông này mình cũng có thể đội lên được nè. Hả? Coi kìa, có mình cài hóa trên đầu kìa. Trời ơi, đang nhìn kiểu nam tính mạnh mẽ, gắn cái hoa vô nhìn đúng chán mình luôn á. Nhưng mà cái hoa này nó có cộng thêm cho mình để coi. Hình như đổi cái này vô nó sẽ thu hút những cái con ong hay sao á. Con nào đang đi rồi ong nó thấy mình có hoa trên đầu bay lên nó chích mình không ta? Cũng có thể lắm á nha. Không gì là không thể đâu. Trời đất ơi. Cái này chắc nó sẽ có một vài tác dụng phụ đấy. Tóm lại sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình đã tìm ra được mục tiêu đầu tiên của mình, đó chính là cánh cổng kết thúc rồi. Và mục tiêu tiếp theo đó chính là đánh bại con rồng cũng như khám phá thế giới kết thúc ha. Hy vọng rằng những chuyến khám phá sau thì mình sẽ may mắn hơn ở thế giới mới. Và chuyến khám phá này thì mình còn mang về được tương đối là nhiều khoáng sản cũng như là một vài cái vật phẩm cường hóa cho mình, nhất là cái Iron 2 Mulet này nè. Cái này sẽ cho mình kháng cự cấp độ 2, lúc đó chiến đấu sẽ rất là tốt đó nha. Và mình sẽ cố gắng đánh bại con rồng Ender càng sớm càng tốt trong thời gian sắp tới. Cùng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.